Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm trước ấy, em vừa so sánh cái ngoại hình của hai cái con Verizon và cái con T-Mobile. Thì ở bên tay phải em đây là con Verizon nhé, và còn bên tay trái này là con T-Mobile. Đây, các bác có thể thấy. Thì ở trong kia ấy, ánh điện nó hơi bị lóa ấy, cho nên là em không không cho các bác xem chi tiết được. Thì riêng với bản Verizon này, em chỉ chê nó đúng là cái hoàn thiện của nó kém hơn bản T-Mobile rất là nhiều. Nói chung là chả biết nói sao cả. Thứ nhất là cái khung viền này này là cái chất liệu nó có vẻ khác đấy, và nhiều bác thì nói nó bằng nhựa, em thì cũng không biết, không không xác thực được nó bằng nhựa hay không, nhưng mà nếu bây giờ có các bác nào mà cho phép cạo cái này ra này thì mới biết được nó là bằng nhựa hay là bằng kim loại nhé. Nhưng mà chắc chắn ở bản T-Mobile nó là bằng kim loại rồi. Nhìn phát là biết luôn, đây các bác có thể nhìn phát là các bác biết luôn là cái con T-Mobile nó là bản kim loại. Đây các bác thấy này, cái phần đây, cái phần cắt CNC này, đây cả cái phần phía trước này nữa này, đấy nó toát toát lên cái vẻ kim loại ngay các bác, đấy, nó CNC rất là sắc cạnh ấy. Nó nhìn cái ánh vẻ kim loại luôn. Còn có cái bản version ở bên trên này này, nó đây các bác nhìn rõ không? Đây các bác nhìn rõ không? Đấy, nó không hẳn là một đường CC mà nó là một đường cắt vát đi thôi, cắt vát và nó phủ một lớp sơn lên. Em thấy là như vậy đấy. Và nữa là hơn nữa là nó, các bác cũng có thể thấy là cái bản version này nó không có cái vạch nhựa, đây không có vạch nhựa, không vạch nhựa nhé. Đây bên dưới này đấy, không vạch nhựa này. Đấy, bên tay phải này không có vạch nhựa này. Đây, đây có vạch nhựa này, đây bên trên này đấy, nắp cái sim này. Đấy. Đấy. Và nó thật là các bác là nếu mà với cái con mắt nhìn của em thì cái việc cái màu ấy, cái màu và cái lớp sơn ở trên này trông cái con T-Mobile nó xịn hơn ấy. Đấy là theo cái mắt của em thôi, xịn hơn rất là nhiều. Và hôm trước em cũng nói đấy, cái này nó trong clip em thấy là nó không 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 toát được cái màu này, nhưng mà ở ngoài chợ, ngoài đời ấy, thì là em thấy là cái con T3 ở phía dưới này nó hơi hướng về phía ánh hồng lên ấy, kim loại hồng ấy, nó hơi ngả về hồng, còn con Vision nó hơi ngả về vàng. Nhưng mà trong clip thì soi như này thì em thấy là nó không được thể hiện được cái điều đó. Nhưng mà đấy, nó có thể đấy đấy. Và phân biệt rõ nhất đó là cái việc mà nó không có khay nhựa, không có cái vạch nhựa, và cái đường CNC này nó khác biệt nhau. Đấy, các bạn thấy không? Và đây, đặc biệt là sau một thời gian các bác sử dụng nhé, sau một thời gian các bác sử dụng, các bác có thể nó bị chảy như này. Đây, nó chảy như này trông nó khá là mất thẩm mỹ. Đây, như này này. Đấy, hôm nay ngoài trời thì nó có thể nó rõ hơn. Đấy, đấy, nó chảy như này, nó chóc cái này ra này. Thì chỗ này đúng là nó bị chóc một tí thôi, và em cảm giác như nó là nhựa ấy các bác. Đấy. Đây các bác sư gần gần chút nữa xem nào. Đấy. Không biết nó có phải là nhựa không, nhưng mà em có cảm giác nó là nhựa các bạn. Chứ chứ sơn chứ chứ nếu mà chỗ này là kim loại nó sẽ ánh lên cái kim loại ngay. Thì đây em thấy có một vết chóc này. Đấy. Đấy, không biết các bác nhìn rõ không. Rồi, thì sau một thời gian nữa thì các bác thấy đây, nó sẽ chảy chảy như này. Đấy, như này thì rõ hơn này. Đấy, nó sẽ chảy như vậy. Đấy. Cái này không phải là em dìm hàng cái bản này đâu, nhưng mà có cái tình trạng này nó có, cho nên em muốn cho các bác biết được là sau này nó sẽ như vậy. Đấy. Và đây, chỗ này nữa. Đây, chỗ này nữa này. Đấy, nó sẽ chảy như này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, gần chút nữa này. Đó, nó sẽ chảy như vậy. Ở trong qua thì hôm qua thì ở ánh điện nó hơi lóa, ở này thì nó sẽ rõ ràng hơn chút. Đó. Bên này nữa, bên này nó cũng hơi chảy chút nữa này. Đấy. Đấy, em sẽ cho các bác xem một lượt. Từ từ. Đó. Đó.
Em đang quay ngoài trời cho nên có thể là có tiếng gió nha các bác. Đấy, đây có bị một cái này là lớn nhất thôi. Đấy, và đặc biệt nữa là tất cả các phím cứng nó đều bị chảy luôn các bác. Cái phím cứng này thì em thấy nó có thể nó bằng kim loại này. Và thực sự em cũng chả hiểu nó có bằng kim loại hay không. Hoặc em nghĩ là cái phím cứng nó bằng kim loại này và nó được mạ lớp sơn lên. Đấy, nó sẽ bị chảy như này. Đó. Đó. Ok nha các bác. Đây nữa này, đây là cái nguồn này. Cái nguồn nó bị chảy như này. Đấy thì các bác có thể thấy đấy. Cái bản T-Mobile này của em dùng bao năm nay rồi, không phải bao năm nay mà dùng cả gần năm nay rồi. Nó có bị chảy như thế đâu. Nó không hề bị chảy như thế. Các góc cạnh các bác nhìn thấy này. Đây, so sánh với các bác. Góc cạnh nó như này cơ mà. Đấy, nó khác hẳn như này cơ mà. Đấy. Cẩn thận rơi bố cái điện thoại mệt. Đấy, nó khác hẳn như này cơ mà. Đấy. Khác hoàn toàn luôn. Bản T-Mobile ở bên trên nhá, lúc nãy nó ở dưới nhưng bây giờ lên trên rồi. Đấy, bác có thể thấy này. Các góc cạnh nó khác biệt nhau như này cơ mà. Đấy. Đấy, nhìn nhỡ này, nhìn đây các bác nhìn thế này. Ánh những cái vẻ kim loại như này cơ mà. Đấy, và đây. Nhìn cái này nó thấy này. Cái chỗ này các bác thấy rõ nhất này. Cái bản T-Mobile phía trên này này. Nó có ở chỗ cái jack C này này. Quanh cái jack C này nó có một cái viền nhựa. Đây các bác có thể nhìn rõ cái viền nhựa này. Nó bao quanh. Còn cái này thì không có. Thì em nghĩ nó chắc là nhựa luôn rồi, cần viền nhựa nữa. Đấy, hoặc là không có. Ngay cả cái lỗ 3.5 thế này, nhìn nó khác hẳn này. Đây, nhìn nó khác hẳn luôn này. Đó. Cái lỗ loa này. Đấy. Đã nhìn chỗ này là thấy các bác thấy luôn. Còn đây là mặt lưng. Mặt lưng thì đây cho các bác xem được cái phần camera. Camera xem nó có gì khác nhau không. Thì đây. Thực ra là camera thì em thấy là không khác nhau các bạn. À, cái viền camera này thì là giống nhau hệt này. Đấy, đấy là không không vấn đề gì ở cái phần viền camera này cả. Đó, và cả cái lắp lưng này. Cả cái lắp lưng này thì nó cũng thế thôi, không sao cả. Ok, giống nhau. Đấy. Thì nói chung là tất cả các sự so sánh nó đều là mang tính cho các bác để tham khảo đó nhé. Em không có ý định dìm hàng cái con V60 và bản version này đâu. Nhưng mà nó có sao thì em nói thế thôi. Và khi mà các bác quyết định chọn cái bản version này thì các bác phải xác định được là sau này nó có thể nó sẽ bị như vậy, có thể nó sẽ bị xước như thế này, để các bác chuẩn bị tâm lý. Đấy. Còn em cũng không bảo là cái con version à quên con T-Mobile này của em là ngon hơn cả. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm dùng máy của em thì em vẫn thích cái bản T-Mobile hơn. Sau đó thì em mới đến cái bản AT&T và sau đó những bản khác, Virgin hoặc là Sprint. Thực ra Sprint thì ít em thấy là anh em ít bán hàng hơn, ít có lắm, thỉnh thoảng mới có con thôi. Giờ nhiều là Virgin và AT&T và bản Nhật nữa. Thì dạo này em thấy như Nhật cũng có cái việc mà nó bị up-ROM linh tinh, nó chết đấy. Thì em thấy nó có đấy. Thế nên các bác nào mua bản Nhật thì cũng 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 nên tìm hiểu kỹ nhá. Em không phải là các bác đừng bảo đừng đừng mua bản Nhật, nhưng mà nói chung là các bác mua bản nào thì các bác cũng nên tìm hiểu kỹ đã. Còn nếu mà riêng về biển sóng V60 nhé, bây giờ em nghĩ là hàng dựng nó rất là nhiều, cho nên các bác dùng cẩn thận. Và nếu mà có thể được ấy, thì là các bác nên dùng cái bản T-Mobile, em nghĩ là nó là hợp lý hơn. Sau đó là bản AT&T và sau đó là với là những bản khác nhé. Đấy. Thì đấy là các em vừa so sánh với các bác cái ngoại hình để các bác biết được là ngoại hình của các con nó như thế nào nhé. Đấy, rồi, ok. Chào các bác nhé. Cũng phải đính chính lại là rất xin lỗi các bác thương gia nào mà đã cho em mượn máy, tại vì không, cái máy này không phải là em mượn mà là bác nào ấy, nhờ em về ship về để mà test thôi. Em cũng không quyết định làm cái con vừa rồi này đâu, vì em nhìn hình ảnh em thấy nó không không, không hợp mắt em rồi, nên em cũng không không ý định làm nó đâu. Nhưng mà ông nào cũng tự nhiên ship về chỗ em thôi, em còn chưa cái con này em chưa biết là ai ship cho em luôn này. Đấy, cho nên là chỉ biết là thương gia này rồi, nhưng mà vấn đề là em hỏi cái bác thương gia này thì cái bác cũng không biết, cũng chưa tìm ra được, là có nghĩa là chưa 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 tìm được thông tin người người nhận ấy, à người 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 mua ấy. Đấy. Còn bạn này là bác mới mua, người mua đấy người ta trả tiền rồi, em chỉ nhận nhận máy thôi, nhận máy và trả tiền ship 60.000 gì đấy, thì là tự nhiên có con máy, bây giờ không ai nhận thì nó là của em luôn. Đấy, cho nên là cũng không biết được.
là thì em nghĩ là qua mấy clip thì chắc là sẽ có người nhận thôi. Rồi, ok. À, chào các bác nhé.